tôm không thể tin nổi. Lên hàng. Ê, bữa nay không lý ăn bị anh trộm vía rồi. Mình giờ là anh em mình nước đứng rồi, hết chảy rồi. Chị mời các bạn. Giờ là hai anh em mình bắt đầu nấu bánh canh tôm vịt ăn. Đây. Đũa muỗng, bếp ga, nồi ơi, tô. Rồi bắt tôm mới vừa câu lên bỏ vô bằng thịt luôn. Nồi lửa lên nha. Canh. Chiều mình đi câu thì anh em mình có chuẩn bị sẵn bánh canh. Bánh canh vịt. Bỏ vô đi ăn tối. Đâu mà vậy thì còn gì bằng nữa nè. Đó, bánh canh vịt. Có cả nước mắm chấm luôn. Nước mắm ớt, gừng. Để cho sôi lên ra. Cũng hậu cần chén đũa chuẩn bị. Anh em mình vừa ngồi vừa ăn thì có ngâm một cái cần câu cá tra ở phía sau luôn. Có còn gì được ăn không? Trong khi chờ đợi những bạn tôm nãy lúc nãy anh em mình câu nè, thì giờ mỗi đứa một con luôn, bắt mỗi đứa một con bỏ vô tô để mà ăn món bánh canh vịt tôm. Dạ đúng quá. Này sôi rồi đây. Này là bánh canh vịt tôm nha, quậy quậy anh em ơi. Vẫn chưa. Còn gì ba nãy ơi. Tôm, bánh canh, vịt tôm, tôm trong thiên nhiên. Câu rồi tự ăn luôn nè các bạn. Thấy gì hấp dẫn không? Tôm càng nha, tôm càng thiên nhiên. Câu là quất lên tại chỗ luôn. Chấm nước mắm. Các bạn nào có thích trải nghiệm cuộc sống sông nước như vậy không? Quá hấp dẫn luôn. Cảm giác thấy sao nếu? Nói chung là nó rất là sướng. Phê quá phê. Cần nhỏ kéo tôm sướng gì đâu. Bánh canh vịt tôm quá thầy luôn rồi. Đã không các bạn? Ăn tô này xong rồi nhức nách luôn rồi. Quá trời đói bụng. Sông nước là phải ăn đồ thiên nhiên. Chỉ con cá vịt này vịt nuôi thôi. Mình ăn nguyên cái đùi luôn các bạn ơi. Cho mình cái đùi này. Mình quyết luôn. Sắp nuốt nước miếng chịu hết nổi rồi. Nó thèm đấy. Chảy nước miếng. Nhức nách, nhức cái nách. Ăn xong là nhức cái nách luôn. Nếp trước cái đây. Bây giờ đói bụng quá. Quá ngon. Mời cả nhà nha. Bắt đầu theo chân mình đi câu tôm tiếp.